Rồi. Tới đây chưa? Rồi bây giờ cái khăn của bạn đang như vậy đúng không? Dành nha, cái khăn mà đang như vậy ha. Rồi từ đây là bạn vẽ ngang qua. Dành đi là khoan làm, dành cái đã. Tôi này đang như vậy để đến đây trên đi là vẽ rồi vô này và tạo thành tam giác là gì? Rồi nhả ngược cái khăn ra cũng tạo thành một miếng gác 2 cm. Rồi từ đây cứ gấp cút lên thôi. Quan trọng là giữ cho cái đế này nó bằng nha. Được chưa? Rồi hết một bên rồi trở mặt bên kia tương tự như vậy. Làm gì? Trở mặt qua ấp vô 2 cm. Hoa lan. À, hoa lan.